Chào mọi người nha, chào quý ông bà cô chú đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. À, hiện tại là mình đang ở quay trở lại quán bánh xèo nhí vào chiều tối thứ năm nha các bạn, để quay chia sẻ các bạn cái khung cảnh buôn bán trong những ngày tháng 7 như thế này. Bây giờ hiện tại là nó đã rơi vào nửa cuối của tháng 7 quý vị. Tháng 7 gọi là cái tháng gì? Mưa ngâu, ngưu lang chức nữ á mọi người. Đây, nãy mấy đứa nó bình rịnh gì với chú Việt à. Sao làm gì bình rịnh chứ hả? Làm gì mà với chú Việt với người ta? Hả? Có gì hết vậy? Có gì hết đi Kiệt? Kiệt. Có gì hết vậy? Làm gì mà với chú Việt chạy? Hả? Dạ hả? Ê, chào bà chị xinh đẹp nha. Dạo này dạo này buôn bán được gì? Cứ lai rai anh. Lai rai hả? Dạ. Ngày cứ bán lúc bán luôn ấy hả? Bánh xe là đắt khách nha. Ở đây ở đây chị Kim Tiến, chị salon xe ghế livestream bánh xèo. Phía bên này là hình như là xe hơi không à? Con khóc hả? Tại sao con khóc? Tại vì con không có bánh xèo đó anh. Tại sao bánh xèo một nhà một quán mà không có bánh xèo? Tại vì khách đông quá. Khách đông quá hả? Đâu. Con vừa mới nói. Sao làm gì mà dí chú. Con chào chú Hà, con chào cả bà cô chú. Đứng ở ngoài nước nhà, đứng ngoài sống không á. Ừ. Sao gì mà dí. Con chào chú Hà, cả bà cô chú. Đứng ngoài nước. Con chào chú Hà, chào cả bà cô chú. Ngoài nước nhà, đứng ngoài sống không á. Bánh hôm nay là bánh xèo chào á, phải không? Đâu đây đâu coi, đây ok chưa? Nè, chú Hà thấy không nè, một cái lỗ đây, một cái lỗ đây. Ừ. Hai cái lỗ rồi. Nhớ không? Còn nhớ không? Nhớ chứ. Bởi vậy chơi gọi là chơi dài á. Nãy. Sao? Tình hình bữa nay khách đông không? Dạ. Cũng lai rai. Con lai rai, con dùng từ con cũng lai rai. Dạ cửa rồi. Bé Hà là từ lai gai. Chào mọi người nha. Hiện tại thì thời điểm bây giờ là 6 rưỡi tối thứ năm nha quý vị. Ở quận 3 hả? Dạ. Quận 3 lên đây là phải mười mấy 20 cây nha các bạn. Mã Lò gần đây? Dạ, Mã Lò chứ. Mã Lò là ở Bình Tân. Bình Tân. Mã Lò là chỗ là thiêu đi thẳng hoài á. Nói chung là ở đâu có món ngon ông bà cô chú xem video biết chỗ là đi tới nơi luôn. Nay ăn gì Kiệt? Dạ. Nay ăn gì? Ăn cơm. Đúng.
Tại sao? Tại sao mấy cười? Có gì vui hả? Hôm qua bánh xèo no phải hả? Hôm qua bánh xèo no hả? Phát được bao nhiêu cái rồi bà nội? 28 anh chú hả? 28 cái. Mà nhưng mà phát một kia vui chú hả? Dạ. Phát một kia tội lắm chú hả? Dạ. Cái chỗ mà chú hả biết khu công nghiệp Tân Bình mình đi ra á? Biết. Ra tí xíu nữa ra hết cái ngã tư cái chỗ có điện thoại á chú hả biết không? Ngay cổng lớn luôn hả? Cổng khu... Đó là khu công nghiệp đúng không chú hả? Đúng rồi. Nhưng mà mình lên nửa thẳng lên hết luôn á chú hả? Nhưng mà đi vô cổng, đi vô cổng hay đi thẳng? Vô tới chợ Bà Quẹo, nói chung là ở dưới này. À đó là đường trên Cách Mạng 8 á. Khu đấy ăn đêm đông lắm. Trời ơi, mà mừng lắm luôn. Mời chú Hà đâu nè. Mời chú Hà ăn. Thôi, cái thấy kìa. Dạ. Ê, bác buôn được ban đêm là ở đấy nhiều lắm. Thì bây giờ nè, cái giờ này nè là người ta bắt đầu ngồi ở đó nhiều lắm. Đường bạn. Dạ. Qua đêm trâu có 5 bịch rồi lấy xèo mà nó giật luôn á. Giật luôn hả? Mà tội lắm rồi nó đói quá trời, đói quá trời. Mà không cho biết xèo mừng quá. Tay dính ở đây. Tay dính lộ người ta mang thấy không ta mang. Đi vô rửa đi. Đông lắm, nói chung là cái khu đường Ban Hai nè. Đường Cách Mạng tháng 8, khu quận 3 á. Rất là đông luôn. Nhưng mà mình thấy là không biết ban ngày ông bà cô chú làm gì, nhưng mà ban đêm từ 6 giờ bắt đầu là người ta ngồi rất là nhiều luôn. Rất là do mớ luôn, chua. Hả? Tròn chưa à? Tròn hả? Gì chua bình thường mà, tôi ăn chua gì ghê lắm. Mỗi lần mà thấy mặt huyết áp lên là chú ăn một cái chanh vô là giảm lắm. Đi ra tới khu đông đó luôn hả? Đi xa á. Từ đây lên xuống đấy tới mười mấy 20 cây à. À, nói chung là ông bà ở dưới cơ nhở. Dạ. Không có, thường thường là mấy bạn cho là bánh bao nè. À, cơm nè. Dạ. Xôi. Mấy cái mà nó tiện á, làm mà nhanh á. Còn đổ bánh xèo này thì hơi công kỹ. Dạ. Cũng có ở khu đó cũng có mấy cái bếp ăn mà không đồng, là người ta là quanh năm suốt tháng rồi đó. Buổi trưa thì có nhưng mà buổi tối thì không có, thì không biết như thế nào. Lâu lạ miệng á. Nói chung là ở Sài Gòn mình, nói chung là cái nè, chú Hà biết sao, cái đợt rồi á là còn 7 năm bánh nó lâu rồi. Dạ. Cái xong anh Thanh đi công việc á mới gửi cho Thanh, cái Thanh tới đó anh mới cho. Dạ. Anh mới tặng cho người 2 bánh, người ta nhớ mà. Dạ. Cái này mà xuống người ta mừng quá trời mừng luôn hả? À, dạ hả? Nhưng mà đặc biệt là ở mấy cái khu đó toàn là ngồi ở đó toàn là mấy cô chú lớn tuổi mà. Dạ đúng rồi. Toàn lớn tuổi mà.
chị đi qua đường 32 mà chỗ Việt Nam Phước Tự cũng cũng đông lắm, 32 đông cũng rất là nhiều. Không, chú Hà chờ ông đang kiểu như cái chữ cái đường đó hồi nãy không biết nè, cái đường đó là chú Hà qua khu công nghiệp Tân Bình là mình đi hết đường, cái chỗ giải đất điện thoại đó chú Hà thấy không? Biết. Bên đây là cái chốt công an, cái chốt công an. Giao thông á, thì đó là đường. À, bên Sầu Riêng gì, Sầu Riêng gì? Hiếu Nghĩa, gì à, Sầu Riêng Hiếu. Dạ đúng rồi. Hiếu Sầu Riêng. Đúng rồi, đúng rồi đó. Thì chỗ đó là trường Chinh á. Dạ đúng rồi. Đó. Chú Hà ngay chỗ đó, đó. Dạ. Bà Quẹo á, trước trước khi tới Bà Quẹo phải không? Dạ. Các chỗ Tân Kỳ, Tân Quý với Trường Chinh á. Hiếu Sầu Riêng. Lâu lắm rồi. Nói chung là cái ở Việt Nam mình thì số lượng người mà thành công rồi làm ăn phát đạt thì cũng rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà cái số lượng ông bà cô chú lớn tuổi mình không biết như thế nào nha. Lớn tuổi mà ban đêm á là ở các cái đường mà khá là lớn ở Sài Gòn, ví dụ như đường Trường Chinh nè, đường Cách Mạng tháng 8 nè, thì có rất là nhiều ông bà cô chú họ ngồi ở đó vậy đó. Rồi xong rồi mà mấy nhóm thiện nguyện đến tặng đồ ăn, ví dụ như xôi hay là bánh bao, lâu lâu thì có phở hủ tiếu đồ cũng có rất là nhiều luôn. Mà ban ngày thì mình không thấy nha, ban đêm á thì là rất là nhiều luôn quý vị. Ở đây mình chỉ mô tả hiện tượng thôi, còn thực sự hoàn cảnh ở đó như thế nào thì mình không biết. Mình nghĩ là tại vì cái đồng hồ nhớ nhớ rồi à. Dạ. Ăn mà ta không biết mình. Dạ. Cái trong đồng này mình thấy thằng cái tàu hồn quá trời mừng luôn. Cái chú này nè, chú nó kêu bánh kèo nổi nè, chú kêu bánh kèo. À. Nói chung là cái việc mà mình làm thiện nguyện thì nói chung của cho không bằng cách cho nha quý bà có chút. Kiểu như mà mọi người muốn đồng hành cái chương trình đó thì cứ gọi số điện thoại của bà nội 0938 728 828 nha các bạn. Để bà nội sẽ làm cái công tác này. Nói chung là làm theo cái bởi vì mình cho rồi cái người mà họ thực hiện đó là sẽ hay sợ làm theo tâm, cho nên là mọi người cứ yên tâm. Cái vấn đề này thì nói chung cũng rõ ràng. phân bì khách ra vào cũng được các bạn ha, nghỉ 2 ngày sau trở lại hôm qua khách cũng được. Dạ. chưa no hả? Chưa no vô làm em tiếp 2 cái nữa. Vô ăn thêm. À mua về kìa. Dạ cảm ơn cô. Do mình ít đi ban đêm á, chị đi ban đêm qua, chị đi một vòng ở Sài Gòn chị thấy cũng khá là nhiều. Nhiều lắm. Đoàn thanh niên rồi, mấy bạn đoàn thanh niên này cũng góp lại á, ta đi cũng nấu này, ví dụ như ở Hóc Môn cũng có nè. Hóc Môn là phát bánh mì rồi, tối nay hình như là nó phát gì mì gói không đồng nữa, rất là nhiều luôn á. Thanh Kiều show mít. Nói chung bây giờ mấy bạn trẻ cũng năng động lắm. Năng động. Nói chung là một phần ăn như vậy, nhiều mình thấy là dù như ở
các cái bếp ăn không đồng hay là cái chỗ mà mấy bạn ở Hóc Môn này có cái chỗ là các chàng trai á, những chàng trai mì không đồng của những chàng trai, thấy mấy bạn làm chất lượng đó các bạn. Tôi có đợt thì mì gói không đồng nhưng mà có giò, có chả rồi, rất là chất lượng luôn. Cũng rất là đông. Và các bạn cũng có thông tin trên các cái phương tiện mạng xã hội rồi các bạn, khá là nhiều. Mà mấy bạn hợp sức lại nhiều đông lắm. Gì này mà vui vui dữ gật. Đã biết tại sao nay anh vui dữ anh gật. Bất ngờ xuất hiện một hacker đến quay live stream bên sẹo. Chị Kim Tuyến nha các bạn. Kim Tuyến Salon Xe. Xe hơi với lại là xe gắn máy, ô tô. Kiểu như chị bán đồ xe cũ quá mọi người. Chú Hà để đi nước kia, chú Hà đụng con đi. Chú Hà để đi nước này kia đi. Chú Hà đụng qua đi. Bạn kiểm tra. Lỗ. Xôi gương cái đã. Chứ Hà dùng áp gì ạ? Xôi gương. Sao? Đâu có gì đâu. Chứ Hà có... đụng qua. Chứ Hà quýt con. Bé Hà là nó bữa nay nó sợ đồ bánh xèo, có sợ em bánh xèo thì giống như hôm qua nữa. Qua mấy cái? Còn 5 cái nữa hả? Con đồng chiên hết còn gì 5 cái. Hôm qua lúc mà chủ chứng kiến là 6 cái rồi. No. Rồi đang đổ 3 xu bên khác à? Tu bên cái bị error hả? Phía trong con khách cũng mười mấy người các bạn. Bà cô chú nói mấy đứa vừa đi chơi mấy bữa, hai bữa mà giờ thấy lớn hơn hơn tuổi. Thấy trong anh nó về quê nó ốm hơn ta. Phải không? Anh uống heo thì với ta. Ừ. Con không con bình thường.
Chú Ba nhìn tiếng nha. Hả? Cô Ba hả? Cô Ba hả? Cô Ba hay quay á? Free normal hả? Mình bán bánh xèo, mình nói tiếng Anh để có khán giả vô nói mình nói tào lao à. Bởi vô chửi chú trực lại luôn. Im luôn. Ừ. Ủa, à, người đi xe à? Tôm ra bật mà hết đem ra. Sao hai khách khác nhau sao nói hai cái đường lạ lạ vậy? Khách vô tìm hai chỗ phải không? Con trai mọi người thấy đi về các cái vùng quen ven Sài Gòn á, thì cái kiểu mà nhiều người mà cơ nhỡ hay là những người mà khó khăn á, là mình thấy ít hơn ở trong trung tâm nha các bạn. Ở trong trung tâm mọi người ban đêm lên đỡ chỗ đấy á, mấy bạn ban đêm đi ở trung tâm thì rất là nhiều luôn á quý vị. Còn ở ngoài thành mình không thấy luôn á hả? Hả? Qua wow, ghi canh xe đi, cái đó chú thấy rồi, đừng có lừa. Hai, bốn, sáu chiếc. Sao vậy? Ô, ông nội có sở thích lạ vậy? Đạp trong người hả?
Mình đeo lưng hả? À. Đúng rồi. Phủ bàn, chú Bui tới. Ăn chưa? Con ăn chưa? Ăn chưa? À, ăn rồi hả? Ngon không? Ngon không? Ồ, chào anh Bui. Ngon không? Ngon, ăn mấy cái? Ăn mấy cái? Anh ba cái rìa chiên là sao ta? À ba cái à bánh da hả? Ơi, học lớp mấy rồi vậy con? Học lớp mấy rồi? À 4 tuổi hả? Này là cháu hả? Cháu ngoại hả? Ồ ngon quá ta. Cô nói là bữa không ngon bằng ở đây. Cô khách mới, khách ở trong đông nha mọi người ơi. Ở sát phía bên kia nè. Sát bên kia kìa, đạp ông nội chưa xong hả? Sao rồi ta? Tối thứ năm nha quý vị, vẫn là còn giữa tuần. Dọn ra sớm hả? 12 giờ có khách hả? Hai cái đem về luôn. Hai cái 70 ngàn. Mình xin mà. Hết giờ làm việc rồi, yên tâm. Khách hiện tại đang khá là đông. À, ở dãy bên này là kín rồi các bạn.
Ở phía trong thì chỉ để khoảng 7-8 chiếc xe rồi các bạn. Ngoài chú biết bây giờ để bên ngoài, bên này cũng còn một chỗ nè. Rồi con sao tình hình hả ơi? Con đạp con nổi. Ông nội dạy đó. Có đạp không? Bác gái. Hết dầu ăn. Em giới thiệu trong nhà đi bé Hà, quá trời người. Có nhầm. Khách vô đông. Tôm, thịt vẫn còn nhưng mà đậu xanh với dầu hết.
Ngày nay đâu có xếp bánh xèo cho bé hả? Ngày nay đâu có bánh xèo cho? Đó hồi chiều hả? Đúng. Đó hồi sáng hả? Đúng. Rồi chút nữa có đổ nữa không? Chút nữa bà nội vô có đổ nữa không? Không. Là hết ca hả? Sướng vậy không? Dễ thôi, con phải đổ cho mà chú xem chứ. Chú thưa 17 giờ mấy rồi, xíu tôi đi. Ở đây bánh thịt bánh đặc biệt có hết rồi nè. Ăn gì chưa? Ăn tối chưa? Ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Mọi người thấy bây giờ bé Hà là nó đi phục vụ khách nha các bạn hả? Ông nội là giờ ông ra ông giữ xe nha. Sau khi được Kiệt đạp cho mấy cái đỡ đỡ đau lưng là ông nội giờ ra dắt xe. Như nãy mình cũng có chia sẻ các bạn, nói chung là cái việc mà mình làm thiện nguyện thì những người ta khi mà ông bà cô chú làm thì cũng không có để ý đâu, nhưng mà ý là mọi người muốn là đưa đến cái đúng đối tượng đó các bạn. Thì ở Sài Gòn của chúng ta là mình theo em để ý thì trong mấy cái con đường lớn ở nội thành á, ví dụ như ở quận 10, quận nhất rồi quận 3 rồi là các cái đường nội thành thì ban đêm á, sau 6 giờ tối thì rất là nhiều cô chú bà lớn tuổi người ta đứng, người ta ngồi ở dọc đường vậy đó. Thì các nhóm ví dụ như các đoàn thanh niên nè, mấy bạn các cái nhóm thiện nguyện nè, thì đến tặng một cái phần ăn cho bà cô chú vậy đó. Có khi là bánh mì nè, có khi là cơm hộp nè, có khi là phở nè, hủ tiếu nè, một phần vậy đó. Thường mấy bạn để trong hộp như vậy, rất là tiện để cho bà cô chú dùng ban đêm. Chứ còn ban ngày ở trung tâm thì mình cũng thấy có rất là nhiều cái bếp ăn không đồng nha các bạn, nhiều lắm, nói chung là rất là nhiều bếp ăn không đồng. Cho nên đó là cái bánh xèo này thì lâu lâu thì mới có bà cô chú là nhờ bà nội là làm cái công tác nguyện như cái chương trình vừa rồi là của cô Phương Hoàng nha các bạn, cô Phương Hoàng.
thì ai anh cô chú anh chị nào mà muốn đồng hành với bà nội cái chương trình này bánh mặn nha các bạn, bánh mặn tam quán ngày bình thường, thì cứ gọi số điện thoại của bà nội là 0938 728 228 để cùng đồng hành cái chương trình đó nha các bạn. Cô chú bé Hà nó cười gì ta, vui nha đó. Hiện tại là trên bàn là hết bánh đấy các bạn. Nói ông nội kêu ông nội nó chửi là chửi lớn đó, mình nhờ là nói nhỏ lắm hả? Bánh xào nhí của chúng ta là ở địa chỉ 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp nha các bạn. Thường thường là bây giờ bắt đầu mấy bé chuẩn bị nó đi học rồi, cho nên là bà nội kiểu như là làm lại cho cái thời gian cái giờ giấc cho nó hợp lý để chuẩn bị mấy đứa nó đi học đó các bạn. Cho nên là cái khung giờ này là bà nội bà đổ nè. Chút xíu nữa bé Hà nó đổ là 8 giờ, lúc mà hè là 8 giờ là vô đi học bài nha mọi người. Dạ, khoảng sớm để tụi nó nghỉ sớm để đi học bài rồi đó bà nội à. Chuẩn bị làm thành thói quen á. À. 70 chị. Khách vào, nói chung là khá là đông nha, khách vào. Có kêu kìa. Khách kêu tính tiền hết tiền là thối rồi, hết tiền lẻ thôi. Hai cái 70 chấm anh.
anh đang mua về chị. Một cái cho chị đem về luôn. Phía sau phía đây là kín xe nha các bạn, trong thì để cho nó trống cho nó thoáng á, mấy chiếc một cái. Bà nội, bánh khép bà nội ơi. Hôm nãy hình như có lộn một cái bánh đậu xanh á. À đúng rồi, không thấy số, giờ này không thấy số nữa. Kì vậy? À mấy đứa nhỏ chứ người lớn chắc không chơi giờ đâu ha. Nhỏ nó thấy nó thích có màu nó. Dán lại, mình dán lại. Ai kêu nữa kìa. Thank you.
Bữa cô Tiên cũng nói bà nội phải đứng ở đây. Không, không, giờ bây giờ không dám đi luôn á chú Hà. Dạ. Không dám đi đâu mà công việc. Tức là đi đâu mình thông báo mình nghỉ một bữa, đúng không? Không có bỏ nó 4 nửa, giao quy định 4 nửa lên đây đứng rồi. Mình là dám nó bị hàm vậy rồi. Lúc nào thưa thưa khách thì nó đổ. Người lớn vẫn chính xác hơn. Nó cô bé Hà thì nó order nó tính tiền được, hai đứa kia nó chưa có làm. Chưa chưa. Ủa? Tâm Anh là chưa còn việc không biết. Chưa có bánh nha anh, chờ tí nha. Điện thoại hotline của bánh sườn nhí là 0938728828 nha các bạn. Còn cái giờ bán là hôm nay là bà nội nói là 12 giờ 1 giờ, là tức là ở đây có cái chỗ bán cà phê nè, cà phê vô là bà nội đổ ra bán cúc cắt rồi. Thay đổi cái giờ để chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ, bà cô chú. Rồi cảm ơn bà cô chú đã theo dõi video. Còn ông bà cô chú nào muốn đồng hành về bánh xèo chay hoặc là cái bánh xèo mặn cho ông bà cô chú gặp nhiều khó khăn ở Sài Gòn, cơ nhỡ ở đường phố, thì cái liên hệ cái số hotline 0938728828 để cùng đồng hành. Đó. Cảm ơn mọi người nha.
bánh xe ở vậy. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mọi người nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video nha. À, chú anh chờ hát hả? Con nhỏ kia nó mới hát. Khách đang không, khách đông là hát không được mà hát cũng tùy hứng nữa. Dạ. Yeah. Đang vô nha mọi người. Hả? Bữa nay hả sớm mà bây giờ mới có 7 giờ rưỡi nha mọi người ơi. Nhưng mà mình sẽ kết thúc video trước. Bây giờ mình có công việc. Đi. Chúc bánh xèo nhí ngày hôm nay là hết sớm rồi, không phải Hà vô sớm nha các bạn. Nó đang có hơi buồn buồn xíu. Rồi. Các bạn. Cô nói hết rồi. Bé Hà lắc đầu ngán ngẩm. Lắc đầu vì không biết vì cái gì luôn. Gì vậy? Vụ gì? Xe vô đấy vậy? Tâm Anh, Tâm Anh, có ba ông bà cô chú ơi. Rồi, chúc ông bà cô chú xem video vui vẻ nha, hạnh phúc. Rồi, ok, bye bye, đúng một tiếng luôn, video hôm nay đúng một tiếng luôn. Giờ canh là quay đúng một tiếng. Ok.